anh chở mười mấy thùng luôn các bạn. Đây anh bé ba. Bình thường thôi. Ăn đơn giản thôi. Bắp luộc thôi. Bắp luộc thôi à. Có gì đâu khó, khó mượn đi đi. Không suy nghĩ. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang ở địa chỉ là 189 Phạm Phú Thứ, quận 4, quận 6 các bạn. Đến đây là video chia sẻ cho bạn xem về bánh mì heo quay dai giòn của chị Mai. À, Belly đang làm bánh mì. Có 200 mấy, đâu ra 200 mấy. 500 mấy 600 ký á. Mấy 600 hả? Rồi rẻ mà. Em qua em nói là em nói tí cho chị ăn mỗi máy em. Một ổ 20. Một ổ 20 luôn. Ăn đi ghi sổ cho chị Tâm. Ờ bình thường. Món gì mà 600 ngàn ký chị Tâm? Trời ơi. Rẻ mà đúng không? Rẻ lắm luôn. Rẻ cho chứ không? Này chị Tâm chơi lớn à. Kêu vậy thôi. Kêu vậy thôi. Đâu có phải giờ qua rồi. Chưa mở cửa cho nên mới dám kêu. Chị Tâm nay chơi mạnh quá ha. Đãi anh ba ăn sáng bằng ốc hương luôn. Ốc hương nướng mồi đi. Hấp xả cũng được. Thời gian ăn đó, đi. Giống như muối tiêu. Kì có muối tiêu nè, có mua rau vô đây có nè. Cái gì tép wasabi á, bỏ vô nữa. Ồ. Bị dằn luôn á, món đó là dữ luôn rồi đó. Chỉ dù anh ba kia anh ba ở lại thôi mà phải tốn một ký dốc hương nha các bạn, chị Tâm chơi lớn luôn á. Rồi cái chị dốc hương lại kìa chị Tâm. Chị đem lại kìa. Có bình thường thôi. Rồi khách luôn các bạn ơi. Mới 6 giờ mấy thôi mà nắng sáng nó lên rồi các bạn. Này, ba gọi nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Cứ làm từ từ đi. Bao nhiêu phần vậy bé Ly? 235 phần. 235 phần, một phần bao nhiêu ta? 100 gram. 100 gram. À cái này của cô nào phát bên gì bệnh viện phải không? Bán em 53 gậu vô chị. 235 phần nha các bạn. Hôm qua anh thấy comment. Chị Nguyệt. Chị Nguyệt. Và anh Tuấn ở Mỹ hả? Ở Việt Nam chị Tâm? Ở Mỹ nha các bạn. Dạ nói đi anh. Ừ, đúng rồi. Cố mẫu nè. Cảm ơn anh nha. Thì
đây là ba gọi nạc, ba gọi cút sườn giá là 320 các bạn, sườn đùi xá xíu là 300, giò 150, móng 120, bánh mì 15k một ổ các bạn, thêm chưa thêm tính tiền thêm. Cái này là đang làm topping bánh mì các bạn. Chị Tâm giờ chơi lớn không? Mới nó mới đại ống hương xong chuyển qua đại bún luôn. Ủa vậy hả? Lên đài, lên đài, lên hương. Lên hương là đại ống hương nha các bạn. Mốt với chị Tâm đi nước ngoài á, không có đâu. Nghe lận đi. Chị Chị Tâm sắp đi Mỹ nha các bạn. Mary Cần Thơ. American là Mỹ, còn Tho là Mỹ Tho. Hai trăm ba mươi lăm phần một lạng. Cái này là có kèm một ổ bánh mì không hay là chỉ phần này thôi bé Ly? À hay quá. À anh à dạ. Này là chuẩn bị đồ ăn, ngoài kia là chuẩn bị cơm, cơm canh. Cặp nhỏ luôn rồi phải không? Cặp nhỏ luôn rồi, cặp nhỏ cặp xong cặp cái này quá mình ba. Lâu lắm rồi mình không có thấy anh ba chặt nha các bạn. Giờ mình quay qua mình xem anh ba chặt nha các bạn. Đây. Nếu mà tính ra thâm niên về chặt hay quay là anh ba chắc nhiều hơn với Ly đúng không? Anh ba năm nay nhiêu tuổi rồi anh ba? Chắc chắn rồi anh. Trời ơi anh ba. Anh ba phải nuôi nhiêu mà phải nhiều hơn em rồi. Thẳng băng luôn các bạn. À. Các bạn thấy điêu luyện chưa, miếng nào miếng nấy là y chang nhau luôn. Bên mà bên ngoài mình này là chặt hết luôn hay là bên trong có phụ không? Không, bên ngoài là xử luôn nha các bạn. 235 phần. Là 23 ký gửi.
vô 20 ngàn một ổ, thêm một miếng vô thì có rồi, rồi lấy bỏ vô 2-3 cục giờ mình lấy 5 ngàn nữa. Tám giờ người ta mới lấy hả chị Tâm? Mình làm lần lần bây giờ mình đem ra ngoài rồi à. À ta đi ra mà kêu thẳng ôi heo quay nè các bạn, nhìn nè hấp dẫn lắm. 235 cái ba ổ em. Ba ổ luôn. Ba ổ cũng được. Cho chị ớt chứ nha. Đó em để ngoài cho chị luôn. Ba ổ luôn chị Tâm ơi. Ba ổ thì. Dạ nghe anh ơi. Này là vừa chặt vô phần rồi vừa vừa bán bánh mì rồi bán heo quay luôn nha các bạn. Trăm rưỡi ngàn đồng. Sườn này là 300 gram một ký nha các bạn.
được bao nhiêu phần rồi chị Tâm? Chưa biết à, mới chặt à. Hai trăm ba mươi lăm phần cho bệnh viện Chợ Rẫy nha. Bốn mẫu bánh mì. Ba loại chị, 300 ký, còn 300. Lấy anh ký, lấy ba loại. Ba loại mà. Ba loại lấy ký mì đi nha. Một ký nha chị. Đúng rồi. Chặt ra để nguyên. Để nguyên chị. Một ký để nguyên. Để nguyên. Dạ dạ, một ký để nguyên. Tất bật lắm bật. Thịt bên trái, bên phải, bên sau. Dạ, nghe, đợi em tí nè. Dạ, dạ, em làm liền, em làm liền với mấy anh mấy chị ơi, đợi xíu nha. Đang lỡ tay phần này, quý bà con, cô bác ơi. Bánh mì bên tay trái luôn bà con ơi. Bốn mẫu 60, bây 4 mẫu 60. Này nhiêu tí ạ? 300 ngàn. Đó đó chị. Cái kéo mà chặt lại luôn. Ủa chị này ký để nguyên nha. À lấy 40. Dạ con nghe rồi. Lấy 40 lấy giùm em chút cho chị gái ha. Dạ em muốn đây. Chặt cuốn này được không? Được. Dạ nghe làm tối luôn đó chị ơi nha. Hên quá, chụp lại kịp chứ không thôi rồi. Chú nào hổ? Dạ nghe lấy nha. Hai ổ hả? Lâu lắm chứ thấy bé ba chạy chưa quay á. 30. Thường nó chạy buổi chiều không ạ? Da rất giòn nha các bạn, ăn là cái này là ăn với bánh mì cũng ngon, các bạn ăn với cơm cũng ngon. Cơm canh ba gọi. Ủa anh một ổ đúng không anh? Con nghe chú ơi.
trăm ngàn đúng không chú? Trăm gọt, trăm gram. Trăm gram, có chặt không chú ơi? Rồi, con gái mua bánh mì kìa. Chú ơi, có chặt không? Gram, 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 gram. Nó nhỏ nhỏ vậy. Dạ. Rồi, cho con 35 ngàn chứ ạ. Cái này dư hơn cái gì chú ha? Giá ổn mà nha. Để được nghỉ lên mắm. Con gái một hộp bánh mì. Con gái không có ăn nhưng mà mua cho mẹ thôi. À, dạ hả? Mẹ đổi món cái gì với mẹ không? Giờ quay qua cái này em quay nữa đúng không? Trời ơi. Tới giờ để con là một mình đó. Đang hốt lắm ở nhà. Giờ chú có bỏ vô từng bịch luôn hay là chị Mai là chị Mai mới chặt cái miếng heo quay thôi mà cả triệu view trên đầu gà. Cái này trong trong tổ cơm quá. Cái này giao lại cho tổ cơm. Tổ cơm đúng không? Rồi chị muốn tin. Anh Tuấn nào ở trong bệnh viện chờ đẩy Tuấn Dương để xem muốn gì anh 60.000 xá xíu chặt không 60.000 xá xíu chặt không mình đang che cái bóng cái chỗ sáu chục ngàn xá xíu kỳ hả là sao? Nó một cục nhỏ xíu vậy thôi là đã nửa nặng rồi. Nửa nặng. Nó nhiều cục đó, nó nặng lắm. Thịt đó nó dẻ em. Dạ. Kiểu như nó là cái cơ bắp á. Nhiều khi á người ta mua 50 ngàn mà em cân cái đó là 2 lạng hơn thì bắt buộc là em phải bớt ra rồi đúng không? Ừ. Giống như cái ví dụ mà 5 lạng rưỡi đó, 500 rưỡi là ra. Tính 176 ngàn thì mới đúng. Mà tại sao ở đây tính 170 ở đây người ta bớt bán mới ra cho mọi người. Nếu mà mọi người không chịu lấy thì đương nhiên phải bớt ra rồi. À. Chứ sao mà bớt được mười mấy ngàn được? Đúng rồi. Chung ở đây là bán là bao cân nha các bạn. Đúng rồi. Từ đủ tới dư thôi các bạn. Luôn á. À bao bao cân lại. Đủ hay là dư? Chứ cười kìa, thấy chưa? Từ nãy tôi canh đấy, canh lên đấy ba nghe. Cho hộp dạ, anh ba luôn. Nè, bỏ lên hết mấy cái đống này rồi có hộp nào mà cái. Còn dư mà. Đúng rồi. Đây một lạng mà còn dư vậy á. Nghe cho quay luôn nè, cho quay coi luôn á. Cái gì một lạng thôi đó mà còn dư. Dư vậy là bên em chịu thiệt không à. Dư không mà, cái gì lấy hộp bất cứ luôn. Các bạn cứ lấy một hộp bất kỳ. Cân xong rồi nếu mà không đúng thì chạy tới anh bé ba. Giờ đây là anh. Ờ, tới anh bé ba rồi. Nhưng mà chú ý là đừng có là làm mới một cục hai cục nha. Rồi. Rồi luôn. Em có cho bao thử nha, thử cho người ta kêu cân. Thôi thì thử đi sao. Thử cục hai cục. Thử cục hai cục nữa ngon. Bỏ 35 ngàn ra ăn thử. Dán thêm cái bản không nên thử dù chỉ một lần vô. Rồi đem ra mình bỏ lên cân cái đừng thử hai cục còn có chút xíu luôn. Ừ, chú nó lại nói tại sao cân thiếu gì tới một lạng hai lạng không thể nào mà cân thiếu một lạng đến hai lạng chắc rồi. Nhiều lúc quên cái bốc lẫm mấy cục rồi cái bắt đầu mới nảy lên cân. Nảy cái yếu thì có thể tại giống như lúc mà cắt thì nó sẽ bị mất hao cục nhưng mà còn nó thì một lạng là một cửa. Bánh mì heo quay. À, giao trọng trách cho anh bé ba đây chặt
kia luôn à. Đó chỉ là 235 phần. Thì cứ này thì cho ông bà cô chú mình không được viện rồi được lại. Ở đây là gần 2 lạng. Dạ. Ôi. Ở đây gần 2 lạng. Một phần đây là cho một, đây là một phần một lạng nha các bạn. Này lúc nào cũng có dư. Dư luôn á. Dư. Rồi chú bánh bao tới luôn. Anh quay dư luôn đó. Nha các bạn. Chị tâm lực nhanh quá. Không kịp quay nữa ông bà chú. Một lạng mốt luôn. Gần lạng rưỡi anh. Gần lạng rưỡi đúng rồi, gần lạng rưỡi. Rồi đây. Ok nè. Đây là được một người nè. Cái hộp này đâu có gì đâu, cái hộp này bằng xốp mà. Nó không có nhảy luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không có nhảy. Nó bằng xốp mà. Rồi. Để giữ luôn đó đừng lo. Tiếp tục dạ. Chúc chị Tâm đi giao hả chị Tâm? Anh bé ba đi giao cho ai? Trời ơi, nữa luôn. Không có cửa luôn hả? Một bịch lớn này chắc 10 hộp chị Tâm hả? 15 hộp. Lấy cái hộp mà đựng hết á. Nè. Nhiều hộp. Bịch 15 á, anh để. Anh ba qua chặt phụ kiếm ký ốc hương của chị Tâm nha các bạn. 20 không đủ. 20 để nghiêng á, nó không đẹp hả? Tranh thủ buổi trưa đó, người ta ăn cơm trưa đó. Thường là 10 giờ là bắt đầu, đúng 10 giờ là bắt đầu là xuống bà con xuống nhận cơm á. Hôm nay bà con được ăn cơm heo quay chín mai. Cảm ơn chị Nguyệt nha. Ít bữa nữa chị Nguyệt làm tăng lên 500 phần đi. Ly ly chặt cho đã tay. Thấy chị comment chị nói. Chị Nguyệt là bên Mỹ hả? Giòn quá, quá giòn. Ôi thịt đùi đây 300g một ký nha các bạn. Ôi mới 60 à.
tôi xin tư với bún hỗn hợp vừa nổi tí cặp tư tổng cộng luôn bốn hỗn mì nha. Nửa ký chặt chị ơi. Ngày 5 lần rưỡi chị lấy luôn giùm em được không chị? 5 lần rưỡi lấy luôn nha. 107. 107. Đó 33 luôn nè. Sao đau đầu chứ trời ơi. Thấy hai ổn tiền đi. Lâu lâu có bà con vô hỏi mua dịch quay. Không không lâu lâu mình bán dịch quay thì người ta sẽ mua heo quay, mà mua bán heo quay người ta sẽ hỏi dịch quay. Hello chị Nga. Hello Yamamoto. Có biết là nó dài vậy ta. À. Chị ơi chị. Chị đang đi ngoài nãy đúng không? Đừng lấy sườn đúng không? Lấy giòn. Sườn non lấy giòn hả? Sao không giòn được? Đường chảy thôi chứ giòn chứ. Đường non mà lấy giòn giòn. Ví dụ này hơi căng. Mấy ký bà nội á, chặt ra nhưng mà đựng đứt. Giờ xin một tép wasabi luôn chị ta chị Nga. Yên tâm đi mua ký ốc hương là ta tặng mấy trái chanh luôn á. Ở đi Nga đi thiệt kìa. Nga đi thiệt kìa. À, chị đi. Đi thiệt, thiệt tình đi thiệt kìa. Nhớ nha chị Nga. Bà có vô điện thoại. Món ổn mày chị Tâm ơi. Chưa mở cửa hả? Ổn mày chị Tâm. Đây. Chị Tâm không biết người ta chưa mở cửa cho nên. À đây là chị cũng mua đúng không? Chứ hồi mà mở cửa rồi dám không? Tự nhiên vừa nói xong á, chị đó là dừng xe lại chỗ quầy bánh mì một cái gấp. Nghe nè Tâm ơi, lấy mấy ký. Có 800 ngàn à, đâu phải nhiều đó. Lâu lâu mình ăn giờ gì mưa rơi. Mưa rơi quá dân chơi có chị Tâm mua nguyên. Mưa rơi quá dân chơi lạnh. Chị Tâm đòi mua ốc hương đãi mọi người kìa. Mà mình anh ba thôi. Ở đãi mình anh ba nữa hả? Trời ơi. Ở đây người ta làm vậy nè không đãi nữa hả? Bỏ cổ. Đãi mình anh ba thôi à. Ở đây đãi mình anh ba thôi. Thôi câu một câu đầu được rồi. Câu đầu mình tạm dừng được rồi. Biết luôn hả? Cửa chưa mở cửa. Chị alo liền cắn đầu dây. Có lại luôn. Em có tối rồi chị Nga.
Hôm qua mới gọi luôn á. Hôm qua mới gọi luôn á. Hai khách luôn. Luôn, bốn mẫu luôn. Ở Dương rồi, vậy cho em hướng giá 30 á. À đúng rồi, biết rồi. Mở 30 á. Trong cái cắt đồ trong cái lan xe đi luôn, dạ các bạn nha. Thôi khách luôn. Video là em để cái màn hình nó thẳng đứng nè, li li liếc qua liếc lại, quẹt qua quẹt lại nên là cái hình ảnh nó nhảy, phải đâu có lag đâu. Ok. Vậy. Trời ơi. Em đang làm việc chứ không phải em đang đứng làm cảnh nha. Đi li li làm việc. Hết dưa leo luôn rồi quý vị ơi. Rồi khách luôn, khách luôn. Đúng ký. Số 4 nha. Có 4, có 4 là coi như là cũng được may mắn rồi. Có 4 là An mũi. Cái mấy bữa kêu 5 ký mà vô đâu có được. Một bốn mì. Này dưa leo nè các bạn, tươi xanh như bức tranh. Đây, khách tới luôn. Không rau chị Tâm. Không rau chị Nga ơi. Chị Nga thân mến, một ổ bánh mì không rau.
Chú lấy gì chú? Có trang không mà. Bỏ cái này cho chú luôn. Đây là thịt nọng nha các bạn. Chuyện nhỏ. Đó kìa, có người dẫn đi ăn bánh xèo kìa. Trời ơi. Bữa nay vô mánh à. Hôm nay vô mánh nè, đi ăn bánh xèo cũng người dẫn đi ăn kìa. Trời. Chị Tâm hả? Chị không, không dẫn em dẫn à. Đi nguyên team đi em dẫn em mời cho. Ơi dắt cho mệt quá. À. Ta đang kiếm mà hỏi hoài. cứ làm khó chị Tâm hoài. Đếm lộn rồi nè, em nói thiệt á, chị đếm lại đi. Ốc hương 600.000 ký mà chị Tâm còn dám mua mà. Chứ rồi cái bánh xèo có 30.000 mọi người. Cái kìa chị Tâm hoài ha. Đang đếm nữa, trời ơi thôi em xin lỗi nha. Đang ngồi đếm nữa. Đếm lại chứ chưa. Qua đếm lại chưa, lộn nha. Mấy đứa này nó báo quá báo. Báo qua báo. Có được cái tờ này nó vậy hoài. Tờ hả? Tên vậy? Trời ơi. Hello chú Thành. Đây các bạn. Chị Tâm vô mánh chú Thành ơi. Chú ăn gì chú Thành? Anh tới ba là được cái ốc hương rồi đó. Vô 100.000 một cái ốc hương, chị Tâm phải bỏ thêm 500.000. Hỏi hả? Trời ơi, nói chưa. Trời ơi, ơi chú Tâm quay nói Tâm ơi con muốn ăn gì chú Thành mua. Nè chú Thành khỏe, chú Thành chở nước quá trời. Rồi lấy heo quay tiếp tục. Hôm nay chú Thành khỏe, chú Thành ra nước cho chị Tâm quá trời. Chở nước ra cho chị Tâm, nó thiếu. Nó thiếu cầu chứ cũng căng lắm à. Chú Thành lúc nào không khỏe đâu, lúc nào không khỏe. Điện nước đầy đủ. Nước bao la. Nước bao la. Chú Thành vui lắm các bạn. Cũng hưởng ứng phong trào của team trẻ trâu vui lắm. Đồng đội, đồng đội. Hấp dẫn không? Tiếp tục không đó ba ơi. Hôm nay mấy bà ra buổi sáng. Rồi khách luôn các bạn ơi. Camera này nó sáng lên nè. Để ý chứ còn sao để ý được. Nói quá được một phần không. Heo. Đi hả chú Thành? Đi, đi, đi. Rồi mình biết bí kíp của chú Thành rồi nè. Đó quá trời trứng luôn. Cái này ăn siêu khỏe luôn á. Quá trời trứng luôn. Chú Thành là quá trời trứng. Gà dao nha. Quá trời. Cái gì? Đúng chạy ra đây nhau. Ai nhau? Chú Thành. Bệnh viện Chợ Rẫy.
Đây, chị Tâm đang kêu lên. Ây dạ, xin lỗi chú Thành. Trời ơi, có bà gà đó. Thành với kêu lại anh Cá Ta đi. Hai người đi. Hai người đi vui đi, một người đi buồn lắm. Mình đi buồn lắm, đúng rồi. Hay à, để chị Tâm đi hỗ trợ chú Thành nè. Đủ cái ba rồi đi, chị vui. Không nói Lily đi nè. Ờ ơi nè các bạn. À, thơm quá xá xíu ơi. Có nhiêu bạn này. Ôi ơi, bao nhiêu bạn hả? Còn nó không dẫn á thì giờ là chạy đi nó rồi chút chạy nó không dẫn đâu á. Bạn cái qua hoài đi. Bạn cái qua hoài. Cái chị Nga đi chị Nga theo kìa. Chị Nga lấy xe chạy theo. Chở luôn. Ở đây có xe nè, cho chị Nga mượn. Còn nóng lắm các bạn. Các bạn ơi, ba gọi nghe các bạn ơi. Ba bà đội hai đùi. Ba đội hai đùi chặt luôn luôn hả? Mấy ký chị ơi? Nửa ký này cho chị gái luôn. Chị đợi xíu nha, tay lỡ cái cân đang để thịt bên này. Rồi em tổng chào hết luôn nha, anh chị luôn. Bỏ luôn. Cho hộp lớn đi. Cho hộp lớn cho anh ba luôn. Mới vừa qua treo lên luôn hả chị? Miếng nào nó nạt á. À dạ. Lấy miếng nạt cho chị gái nửa ký luôn. Chặt hay để nguyên? Chặt hay để nguyên? Để nguyên, để nguyên. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Đó 34. Ở đây nó cặp. Mua gì luôn chị? Một ổ bánh mì khỏi thối luôn chị nha, chị Tâm ơi.
Đây là phương thức trừ lùi của bé Ly nha các bạn. Ví dụ như là 2kg thì mình lấy ra 100g, còn ký 9, ký 8, ký 7, ký 6, ký 5 lùi lại các bạn. Đúng rồi, chứ mình để qua để lại bắt công nó dễ bị bong da nên là chịu lùi lại cho nó chắc. Không ớt một ổ 15.000, chị Tâm chị Nga ơi. Có tối không cô? Không có thói không cô, thói tiền á. Anh ba liếc dao là điêu luyện luôn các bạn. Dạ em nghe, chị em lấy ngoài xe nữa chị. Ai biết thảo là tầm á. Bạch nhiêu hả phải chị Tâm? 15. Một bịch 15 hộp. Một phần là một lạng nha các bạn. Một hộp cơm. Đấy, sắp tới luôn. 60.000 ba gọi, hai ổ bánh mì. 235 phần là nó lấy một hộp này là đựng tính ra là chở nó chiếm chỗ lắm ha. Này chắc phải lấy xe container chở quá. Đây, khách tới luôn. Mười lăm ngàn có thối không chị? Thối 5.000 bên ngoài luôn chị Tâm ơi. À bánh mì luôn em. Bên này một ổ luôn, hai bịch một ổ, thối 5.000 hai bên. Rồi nay sen lên tiếng rồi kìa. Gì vậy? Nghe mùi thịt quay quá tới bụng. Năm chục ngàn một lần.
này đi. Đấy, mình giữ tính giả sao, chậm chậm vô. 15 ngàn cho bác. Đấy, 15 ngàn. Đây. Giờ này mới có 7 giờ 50 các bạn. Lâu lâu có mấy đường lớn ấy, có anh bé bà qua hỗ trợ cũng đã quá ha. Không quên nha chị Tâm. Chị Tâm lo đi. Đây em điện cho bên hải sản Hoàng Gia, nó có hương sẵn kìa. Rồi nó luộc sẵn luôn. Chị Tâm cười. Kèo. Bà kèo còn ký xảo được. Hoàng Gia đâu ký xảo được. Đây ba chặt kỹ lắm, mà tỉ mỉ lắm. Chặt à, mấy cái thớ thịt nó đều nhau trên luôn các bạn.
nay mình sẽ làm một cái video full option luôn các bạn, full HD luôn, từ đầu tới đuôi cho 235 phần nha các bạn, chắc khoảng một tiếng mấy à. Đây vừa là mình vừa bán vừa chặt. cảm ơn cái là trừ cái giúp hương á. Không, ai chơi vậy anh. Vậy luôn á chị Tâm. Chị Tâm là chơi là phải quân tử nha các bạn, thua là phải chung nha. Ủa đâu phải thua đâu. Qua hỗ trợ thì cho chị Tâm thưởng thôi. Vậy là mới ra tiếp tâm rồi. Đúng rồi. Vậy giang hồn nó nể luôn. Vậy giang hồn nó mới nể. Không sự cố mà. Nghe hồi đi. Tâm sì phố. Ôi đã là nhấn cái chữ đó rồi. Có một kênh YouTube Tâm sì phố cũng bự lắm mà nghe, uy tín lắm mà. Uy tín mày trèo á. Khách đến đặt heo quay các bạn. Mấy 3 ký là một con là 1 triệu rưỡi. Đây là số điện thoại, địa chỉ đầy đủ 3 chi nhánh luôn các bạn. Ủa chị. Đúng, đúng rồi, xương non. Chặt luôn. Ba làm ba đội chặt luôn. Cái mẫu này. 15 chị ơi, qua đây lấy thịt chị. Cách luôn chị Tâm ơi. Có bán giờ trước không? Đó là trước đó. Mấy cái? Không, căng như tính nhiều nha. Làm thử rồi. Giờ lấy mấy cái? Cái là cả 1 ký mốt gì đó. Cái này là chín lạng này chú. Hai cái đi ha. Cái này nhỏ nhỏ. Hai cái này là 1 ký chín đó chú. Dạ, để nguyên. Dạ luôn. Dạ, để kho. Chặt ra cho chú kho luôn. Chúng ta cùng chờ xem Lily chặt hay là anh Ba chặt nha các bạn. Anh Ba chặt. Phải cười liền nha. Thêm ký giúp hương cho anh Ba nữa kìa, Lily nữa kìa. Thùng bia. Thùng bia, đúng rồi, thùng bia. Khách luôn. Cho em 3 lạng ít quay, 2 lạng sát chiếu, để nguyên không chặt. Để chung luôn anh, 2 lạng sát chiếu, 3 lạng không quay. 3 lạng heo, 2 lạng sát chiếu. Trời ơi, heo nè. Giá 50.000 lạng. Nè các bạn, nạt lắm luôn, nạt trắng luôn. Cái này là 100.000. Coi anh Ba chặt 2 cái giò heo đi các bạn. Giá 1 lạng 50.000, rồi 60.000. Năm món mì bên ngoài luôn. Cái gì năm mổ 20 cái ông kia. Lạn da mổ cho 50.000 không? Lạn da đi. Là một ổ 20 á. Ổ 20 hả? Đúng rồi. Cái ổ để riêng bọc khác nhau luôn quý vị ơi. Ok, em tay rồi anh Bảo.
56, 50, 201 đi anh. Bỏ bỏ bánh mì bên ngoài luôn. Ê, chú Thành ra tiếp tục bà con ơi. Hai ổ bánh mì đi. Dạ, hai ổ bánh mì cho chú không chan nước. Một ổ đựng giấy rau, một ổ đựng giấy rau rồi. Cho bún tiêu thôi. Giò heo của chú. Để tiền cho chị Tâm. Trời. Dạ, nói tới ẩm tiền luôn rồi. Bao nhiêu tiền hộp vậy? 15. Ở trong nữa rồi chú Hành. Nãy giờ là mới tầm khoảng hơn 100 phần tí xíu vậy. Mới có 1/2 đoạn đường thôi. Sườn non 100.000 luôn. Ăn sáng không? Chúng lại để nguyên ba. Rồi khách luôn. Vô đi em đã bị qua chị. Rồi xong luôn rồi. Này em bà chặt sườn ngon nha các bạn. Cái video này chắc chịu view quá à. Này bé Ly cười tôi lắm nha các bạn. Hả? Nghe em biết gì. Sao? Cái gì? Sao? 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 Sao
chúng mình mê quá. Chúng mình quá. Ở trên mạng hay có chế mấy cái đó, hôm trước cái vụ gì đó mà cái bài đó người ta chế hoài luôn á. À cái bài gì mà quản lý của Ngô Thanh Tâm á, phải không? À, ông gì lên sự kiện mà hay bị quê á. Hello chú bánh mì. Hello. Thở chặt vô. Thở chặt vô. Thở xịn luôn. Hello. Hello. Bánh lấy câu cho nó biết nhiều đó. Không có nhiều đó. Ajinomoto. Mấy ổ cô? Một ổ 15.000. Thôi 5.000 luôn chị Tâm ơi. Anh ba là ra phần heo quay bên kia rồi. Bé Ly bên này là làm topping bánh mì các bạn. Ơ, vỏ bài, vỏ bài. Giờ này mới có 18 bịch là nhiều. 235. 270. Không, 27. Thôi, khách luôn. 15, 20, 2 cái 30. Mỗi mì cho con đi chứ Thành. Mỗi mì cho xe. Lấy rồi. Lấy cái gì vậy? Quê à, quê à. Quê là quê là quê. Dằn tè tay chứ hành lọ luôn. Sao lại vậy? Mày không dưa. 200 300 có 200 mấy bình à ba ơi, 200 mấy bình à ba ơi. Trời ơi chứ hành ơi. Hành ơi. Lẹ đi nha, ngồi lên nha. Dạ đứa em có không dưa cả. Cái ba. Mẹ đi nào không hỏi tao cả. Nói gì cả mắc mới gì nói chị. Hai em biết chứ hành nói chị đi đâu à. Ồ, đồng thanh đồng thủ luôn ha. Hay thiệt. Mười điểm. Về chỗ quỳ gối lên. À, mười điểm mà quỳ gối. Hai chị em mà trả lời một lượt luôn. Không dưa leo. Có lấy ngộ mà. Lấy ngộ mà. Nè, đứa đất quỷ này. Ngon lành luôn chứ. 100 gram mà ngon lành cành đào luôn á. Bộ đồ vậy ha. Tiếc liếc nhìn địa bộ đồ, chuẩn bị mua bộ đồ đó mặc đó các bạn. Một cái nước tiền được
cho alo luôn. Không biết hồi trẻ mình mặc có ai nói mình câu đó không ha. Ai cũng chảy qua một thời. Anh ba ra sườn, sườn ngon nè các bạn, thơm quá thơm luôn. Đảm bảo mà quay hết pin cái này cũng chưa được hết video 235 phần luôn các bạn. Chú Thành đang đếm. Đây đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho đi một mớ quá. Sao gì ta? Chị mua gì chị? 200g nọng hả cô? Ừ, chặt con vô, chặt con. Lấy miếng đó đi con, lấy miếng đó đi. Nọng này là 300.000 một ký nữa các bạn. Về kho hả cô? Hả? Mình về kho hả? Mình về dở cơm cho nhỏ ăn nó phải. À dạ. Luôn. Chơi luôn 30.000 luôn. Nhiều đó là mới 60 quá chú Thành. Đứng lên chị nha nè. Con chiền chú Thành phải cười chứ. Con chiền chú Thành phải cười chứ. Đây nha các bạn, 235 phần chắc đi phải 2 chuyến 3 chuyến hả chú Thành hả? Đi chung không đi với ai luôn. À anh với ba đi chung luôn ha. Đó là trước. Dạ. Tới luôn. Cái gì? Lấy cho nửa ký ba giỏi đi cô.
đi bà chị. Có giò nhỏ nào mày? Xíu. Để có giò nhỏ nào. Giò nhiêu ký vậy? 150. Lấy cho cây cái này luôn. Cô mua nhiêu tất chiếc nữa cô? 100 ngàn. Mấy mẫu mỡ á? Là một người chở mấy bịch chú Thành? Là chở 11 bịch. Ô. Của bà nấu có bà gà chặt. Chặt bụng mới bà đậu đi lên. Bà chặt. Lên hộp cho chơi anh mấy ba luôn. Ờ, dạ dạ dạ. Lên hộp dẫn hộp mà. Hai bà. Lên hộp đứng được thì đứng đi chưa. Đây, bắt đầu giờ công tác vô hỗ trợ cấp tốc nha các bạn. Hello anh Minh Tiêu. Cái bịch rau lớn lắm, cắt cái điện thoại thì để điện thoại đi ngoài. Làm hồi bó hồn luôn á. Alo, alo, tôi nghe. Cái bịch rau lớn này. Cái này lớn hả, điện thoại này là bộ đàm. Bộ đàm. Đang ổn mì chị. Hồi nãy giờ đứng canh nãy giờ luôn á. Thấy bận quá. Trời ơi, mình chưa suy nghĩ ra luôn, mới Ly nói câu sau mình mới biết luôn các bạn. Ok nè. Câu đầu nghe ok lắm nhưng mà câu sau nghe là tới công chuyện luôn á. Làm người nhà như chú Thành.
con lạng nè, nó mỏi tay ghê luôn á. Nhà đứng ta đỡ tay giùm anh ba cái đi. Cái tay đỡ lên. Không, chứ mặt cơm gì cũng được đầu. Hai ổn mì chị Tâm ơi. Có ớt luôn. Ớt để ngoài nha. Đây là chú Thành hỗ trợ cho bịch, cho hộp vô bịch luôn các bạn. Chuẩn bị để chú Thành chở đi qua bên bệnh viện. Nói rồi anh ơi. Đây là một đại gia online ở Mỹ các bạn. Đặt 235 phần. Hai ba năm á, ok. Bắt tay cái nữa là kiểu hai. Lại vô được quá. Phát liền hả? 2 ký ốc hương kiểu hai. Đúng trăm ngàn. Lấy hai qua, hai ba cái bịch lớn. Đây, chị Tâm đã chuẩn bị sẵn cho chú Thành luôn. Ốc hương nghe, ốc hương là khái liền Tâm. Ốc gì à? Hành lễ cũng mua nữa. Chú hành lễ ốc, chú hành phải cầm ốc lên. Dần dần em. Không, ốc hương không cần lễ đâu, chị nắm cái mài chị kéo ra luôn à. Cái đầu nó chị lôi lên. Trời ơi. Nắm đầu nó lôi lên. Mình kêu nắm cái mài với liền, nó nắm cái đầu nó lôi lên luôn. Phải cắm nghĩa đàng hoàng lên. Thế nào? Ổ 20 liền. Thì nào nha, ốc vừa kìa mới là hả? Đâm sôi. Không, có nhiều người chuyên nghiệp ăn ốc dừa mà là lễ lợi hại lắm luôn á. Cho một chén quá trời con luôn, bắt đầu lễ chuyên nghiệp. Nói chứ cái gì chứ ốc dừa thôi bỏ đã. Có đâu nhai. Ăn ghiền. Đợi anh lướt TikTok anh thấy ông kia ngày nào ông cầm một chén ông lên ông lễ trên TikTok mà ông lễ hay lắm, lễ nhanh lắm. Có người bỏ cọc luôn đó không ơi. Không vừa bỏ vào hộp cũng không rõ ra. À đang có vụ không cũng không có rõ ra. Không phải nó bỏ vào hộp á. Lúc hả? À. Ốc dừa ta bỏ vào hộp cũng rõ ra rồi. Rồi ăn được cái ruột rồi. Đâu rồi? Ai vậy? Đưa miếng sườn luôn cho mấy ba kìa mấy ly. Năm bạch tao. Mười bịch là mới có 150 à. Mới lắm ngàn cái đó không anh. Hai bên trong còn hai bịch nữa kìa. Trời ơi. 20 luôn. Cũng có gầy vậy bà. Có không? Trời ơi. Thôi khỏi ly đi. Cái bà có rồi. À. Có được có. Đâu ai hỏi đâu. Đâu ai hỏi đâu. Đậu nó nói vậy đi. Có bánh mì không dưa nước nhiều. Không dưa lấy ngọt. Chị ta à, em biết mà chị ta qua chị Nga à. Có quá trời. Có quá trời. Em biết anh chị ta à. Chị ta trong cơn mơ. Đừng anh cứ đi. Anh cứ đi đi. Đúng rồi, 30 ngàn 3 ly nước rồi đi nha. Thôi 30 ngàn còn tính dùm là 3 ly nước luôn ha. Trong có
Ngoài này là bao nhiêu bạch ở chú Thành? 10 12 đây nữa là 13 30 chị ơi. 30 coi như là 15 cái bịch lớn đó đó. Nãy giờ được mấy là 13 hả? 13 với cái chú Thành đang cầm bịch là 13. 13 đó. Chú bịch này 13. 13 10. Đây chú Thành chở, các bạn nhìn thấy đỉnh chưa? Chở này là chỉ có chú Thành chở thôi chứ ai mà chở nổi cái này. Lỡ rồi mình theo hết video cho full option luôn nha các bạn. Rồi cấp tốc luôn. Nhắm vậy thôi. 15 coi như là điểm cái bịch bự đó là 10 bịch là 225 đó. 15 chứ 15 bịch là 225. 3 bịch là 195 đó. Ừ. 5 bịch. Nhìn cái em mà biết cái gì à. Nhanh lên nè các bạn ơi, sắp đủ rồi. Đứng đây, đứng đây. Đứng đây, đứng đây. Đứng đây, đứng đây. Đứng đây, đứng là động đất đó. Đứng là động đất đó. Đứng là phải cứng nha. Đứng luôn.
Ngân kiểm tra lại đủ rồi các bạn, để kiểm tra lại chính xác luôn nha. 235 phần của một đại gia online American. Chị Nguyệt. Chị Nguyệt và anh Tuấn Dương. Anh Tuấn Dương đã tạo việc làm đã tạo công an việc làm cho tụi em. Cảm ơn chị Nguyệt và chị Nguyệt Lê phải không ta? À, và anh Tuấn Dương đã tạo công an việc làm cho toàn thể chúng em. Chờ mười phần nữa. Mười phần nữa. Xin đa tạ đa tạ. Xin đa tạ đa tạ. Rồi mười phần nữa xong. Mười phần nữa đó, trời tự làm đi. Làm luôn đi, lỡ tay anh ba. Lỡ tay rồi. Cái gì Tâm nói lỡ ăn ốc hương rồi làm cho chót luôn nên anh ba còn có mấy con à? Biết là được ăn ốc hương không nữa. Anh gì? Thôi mèo quay. Tính ra là tưởng ốc hương này nó thơm mà ai ngờ nó chua hả? Ốc hương này nó thơm. Dắp chanh nhiều. Bơ bớt canh im đường chân ngọt ổ không đến ngò nhìn khủng khiếp cái xe chú Thành các bạn ơi, quá đỉnh. Mười lăm đây giá 20 thôi, 5.000 ở ngoài của ổ 15, còn ổ bên này là ổ 20. 20.000 hay là thôi nha, thôi. À, một ổ 20. Một lát nữa. Cho một cái bịch vô cái phần này luôn. Hên không thôi mất cái bịch rồi, để lên hả? Chú đang học bên này nè chú Thành. Chốt kèo đủ 235 phần. Đủ 2-3 người điểm luôn nha các bạn. Anh bé ba chở 4 bịch gử hả? Cảm ơn Như Thành. Đúng rồi, lấy chút điện thoại rồi chưa? Không có đâu. Dạ. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này các bạn nhé. Ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Rồi, quá đỉnh luôn các bạn ơi. Đấy luôn mới tài ơi. Một, mình chú Thành chở mười mấy thùng luôn các bạn. Đây anh bé ba.
Chị Tâm ghi lại số điện thoại và địa chỉ cho chú Thành nha các bạn.